lại là hai chị em mình đây nè các bạn ơi. Chiều ngày hôm nay thì mình đang có mặt trên gãy nhà mình à. Thì ở trên tay mình đang có cầm nguyên một mớ chân gà luôn các bạn. Phía sau chị Bành Hiền kìa. Chiều nay thì hai chị em mình đi lên gãy chơi với lại anh hai á. Mấy bữa thu hoạch ổi vừa xong hết trơn rồi. Thì bây giờ lại tiếp tục tới chăm sóc ổi các bạn ơi. Anh mình chăm sóc ổi sớm giờ. Trời nắng quá, hai chị em mình đi lên đây luôn nè. Xem được cái mớ chân gà rút xương ủ muối nè. Ở đợt rồi thì mình có mua chân gà ủ muối rồi, nhưng mà ăn đợt đó hơi bị su các bạn ơi. Không có ngon mà còn hôi nữa. Tại vì mình mua ngay chỗ không có chất lượng, giá rẻ các bạn. Đợt này mình mua chỗ này mắc nha. Và hy vọng là nó sẽ ngon các bạn. Tại vì mình có ăn gà ủ muối ở đây rồi. Hồi đợt rồi chứ không có đâu chị ơi. Này là đợt mua chân mua gà ủ muối á, đợt mượn bịch rồi. Này này đây. Hạn sử dụng không? Có nè. Ừ cái này thì hạn sử dụng hẳn thôi nè. Thì các bạn biết sao không, mà đợt rồi mình ăn gà ủ muối ngay chỗ này nè, chất lượng và rất là ngon, và mình tin chắc là cái chân gà nó sẽ ngon giống y chang như vậy. Một bịch như vậy là 90 ngàn á các bạn. Thì mình mua 3 bịch nha. Mỗi một bịch như vậy là mấy trăm gram ta? Không có để bao nhiêu khối lượng nữa, hình như là nửa ký đó các bạn. Một bịch như vậy là nửa ký nha. Thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp lại và rủ anh trai mình vô ăn các bạn. Anh hai mình tuốt ngoài kia rồi, lên gãy trên đây thì rất là mát mẻ luôn các bạn ơi. Giờ sẽ cùng với lại chị Hiền đem đi hấp lại nha. Hey, ở đây mình có chuẩn bị cái bếp, bỏ cồn vô chị ơi. Ô, còn nè. Đây, cồn bỏ vô. Chiều ở quê rất là mát mẻ các bạn. Chiếc xe sushi bo của anh hai mình kìa. Đúng không chị? Tự nhiên nhớ chiếc xe bo chị mắc cười quá à. Hồi hôm nè á, con Cương đi học á, chị nhà dạ, chị anh hai mắc cười. Chiếc xe bo mà chạy xe bo mà không có tiền gắn cái đèn xe nè, xài đèn đội đầu. Cho nồi lên chị ơi. Cho nồi lên. Chị bắt lửa mà. Ờ nha. Để chế nước vô trước đi. Cho nước vô. À, có cái bình thần thánh. Bình này là 2 lít nước nha các bạn. Đóng nắp lại. Quẹt cồn lên. Trời ơi. Ghê chưa. Lên. Đó, chờ nước sôi nha các bạn. Đây các bạn, ở đây thì 3 bịch chân gà nè. Giờ mình sẽ cắt ra và bỏ vô nồi để hấp nha. Ôi, wow. Trời ơi. Cho hết chân gà vào đây mình hấp luôn nha các bạn. Mình chỉ hấp không à. Cho nó nóng rồi không? Dạ. Để lấy đũa tơi nó lên. Ôi trời ơi. Xới lên, giống như xới cơm vậy. Còn đông nè. Thôi vậy thôi để đi chị ơi. Nồi nó tự tung nha. Hỏi đó. Chị nó mày không? Nhiêu đây là ký rưỡi chân gà ủ muối nha các bạn. Thơm nè. Thơm không? Ngồi hấp lên sao à? Không biết nữa. Kệ đi chị ơi. Cái này cũng thơm giống cái mùi kỳ trước mà mình hấp xong rồi cái còn không thì ăn không vậy. Ok. Để nắp lại đi. Để nắp chị ơi. Chờ đợi. Chờ đợi cho nó nóng lên nha các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xuống tuốt ở dưới vườn ổi. Ổi lộn, tuốt ở dưới bìa vườn á, là mình sẽ hái trái chanh các bạn. Để họ để lên chân gà cho ngon. Ở đây là nguyên một cái khu vườn ổi của anh hai mình nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Trái này là trái non không các bạn ơi. Trái nhỏ xíu anh hai mình mới lại tiếp tục bao nè, bao trái nè. Còn lâu lắm mới thu hoạch nha. Này là anh hai mình tiếp tục sẽ chăm sóc nó. Ở đây là có bụi xả nữa nè. Ở bên đây thì bác hàng xóm trồng này là gì ta? Dưa leo. Còn dưới đây là bí nha các bạn. Ở đây là bí gì ta? Đây là bí hồ lô các bạn. Nó chưa có bông nha. Nguyên một cái nông trại đây nè. Ở quê mình rất là vui luôn các bạn ơi. Có người thì làm vườn, có người thì trồng gãy. Tại vì hồi trước đây á, ở đây á, xung quanh người ta chỉ là trồng lúa thôi. Bây giờ người ta lên gãy hết trơn rồi. Có người thì trồng cam. Đây, đứng ở dưới đây á, thì mình thấy rất là nhiều trái dưa leo luôn nha các bạn. Nhưng mà cái này không phải là của mình cho nên mình không có hái nha. Này là của bác hàng xóm đó bạn. Trồng rất là nhiều luôn đó. Thường thường bác thu hoạch từ sáng cho đến xế chiều thì mới xong á các bạn. Giờ này người ta cũng thu hoạch xong rồi.
Đã tới được phía dưới bìa vườn này nè các bạn ơi. Phía bên đây là vườn của chú Út của mình nè, có trồng là cóc, lá cóc nè các bạn. Để mình hái miếng lá cóc nha, phải băng qua cái mương. Đây, mình sẽ hái lá cóc non để hồi ăn chân gà chó đựng ngán. Có rau rồi. Ở đây nữa nè. Các bạn yên tâm nha, mình hái như vậy thì mốt mốt nó cũng ra à. Không biết ra đường nào nữa. Hái hai nhánh thôi nha các bạn. Wow, bông đục bình. Wow, quá nhiều luôn. Ô vui quá xa là vui. Quá là nhiều bông lục bình luôn các bạn. Hái bông lục bình hồi ăn với lại chân gà chó đựng nhé. Ôi, bông lục bình này nó hơi tàn rồi, mà hái luôn. Trời ơi, đi nữa nè. Nó hơi tàn các bạn ơi. Đây nè, cái này chừa lại đi. Phía trước đi nữa nè. À, nhiêu đây là đủ mấy anh em ăn rồi nè. Rất là nhiều luôn kìa các bạn ơi. Này mà ăn cơm với mắm ha, nhức nách. Có gạo ăn kèm rồi nè. Ở bên đây á, là cái vườn trồng chanh của chú Út mình đó các bạn. Giờ thì toàn là lá chanh không à, chứ không có trái nha. Hái lá chanh non. Tại đây là cái mương các bạn ơi, mình phải dới hái. Dạ. Có khi nào gớt mương không? Thì bây giờ mình cũng đã bay mương mà mình hái thêm nữa nha các bạn. Dạ. Dạ. Đủ rồi. Mớ bông lục bình mình hái bên kia kìa. Giờ bay mương về. 1, 2, 3. Hay dạ. Trời ơi. Cuối cùng cũng bay qua. Rồi, thành quả đây. Ở dưới quê là vậy đó các bạn. Đói một cái rồi ra vườn là có đầy đủ hết. Rồi, một cái mương nữa. 1, 2, 3. Ơi, đợi em. Ê nè. Ê, mời cả nhà. Ê, của em. Nước chấm kìa. Trời đất ơi, mình phải tắt thôi. Trời ơi. Nè. Nè, con quay clip mà làm gì vậy? Đeo trắng miệng. Không, tranh thủ quá. Ê. Mời các bạn nha. Trời. Khỏi nước chấm luôn đi ăn cho nó. Anh ơi. Tỉnh tâm coi. Cái tiếng mấy cái con gì nó kêu ve ve đó. Này nước chấm này. Mở vậy nó ăn được hả? Chấm một cái. Nè cái này coi. Nè, nó đang quay. Ăn vậy là phỏng mỡ đó. Ăn vậy là phỏng mỡ đó anh trai. Trời ơi. Đây là các bạn nha. Ăn vậy là phỏng mỡ đó. Ở cả nhà rất là ngon luôn cả nhà ơi. Tắt các bạn ơi. Ăn vậy là phỏng mỡ đó. Được không? Trời ơi, chấm nước. Để em bấm quay lại. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ăn vậy là phỏng mỡ. Gà đó là ngon các bạn. Điên gà đằng này là đồ thiệt. Nó không có giống như là chân chứa nữa. Con miếng lá cóc lên trời nè. Nè lá chưa rửa. Cứ chó ỉa chưa ăn đó. Thôi ngồi cái nhà. Trời ơi. Ừ luôn hả? Ngon. Mở ra đây khui ra đây. Trời ơi. Nè, vợ chồng khẽ đó. Nè. Bông đó, rồi gửi lá chanh. Trời ơi, em của mình đi hả? Cực khổ chị biết không? Em phải băng đèo lội xuống mới có bông lục bình và lá cốc nè. Trời ơi, nè, các bông bạn lục ơi, bình. Chân gà thơm phức luôn. Ồ, ngon lắm nha. Ngon lắm nha cả nhà. Tắt nha các bạn. Rớt lá rồi em. Đục quá. Có 4 lá mà cũng rớt bỏ 1 lá còn. Trời ơi, em phải băng đèo lội xuống lụm lên. Okay. Lá đó già bông rồi. Ơi, hái lá non thôi. Lá hai, hái lá dài vậy cắt ra nó mới đẹp. Rồi anh. Đây chân gà đã chín. Chị Hiền sẽ nhắc ra. Trời ơi. Được không, ổn không? Nóng quá. Ổn không anh? Nóng quá chị. Né ra nha. Né đó nha. Một phát ăn ngay. Trời ơi. Đây. Có nó cái bịch rồi anh. Ta chưa kịp nữa. Em mà phải nhanh vậy á mới có ăn. Đem lên chị ơi.
Để lên nồi luôn. Đấy, nóng 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 cái đó đó. Tắt lửa đi. Tắt lửa đi. Gửi một ít lá gì ra. Lá cam. Lá cam. Ôi trời ơi. Lá chanh nha các bạn. Lá chanh nãy mình đi hái á. Đây các bạn ơi, ở đây người ta cho mình mấy cái bịch nước chấm của chân gà nè. Giờ chấm sẽ... này nãy vợ chồng mình ăn nè các bạn. Sẽ mở ra. Ngon lắm các bạn sẽ ơi. Sẽ mở ra chế vô cậy các bạn ơi. Giờ mình ăn nha. Nó bị liệu. Bà chị này. Cuối cùng thì món là chân gà ủ muối hoa tiêu hấp ngoài đồng ruộng đã xong rồi, bây giờ thưởng ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Ủa sao anh chị ham người cái đũa biết cái gì. Ơ kìa kìa kìa, ủa nãy em tưởng nó có hai đôi của mình thôi chứ ai về cũng có ba người lên mình hả? Tổn thương quá các bạn không, em tàn hình rồi chị. Em tưởng hai người chứ. Buồn quá các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Trước đó chị nãy mình ăn rồi, nãy mình ăn rồi. Trời ơi, mời các bạn nha. Nói chứ gỡ cái lá chanh này ra. Ăn được mà. Lá chanh ăn được chanh mà thôi. Ui, con này nó cùi miếu quá. Nó ăn đi anh. Nó bị à, hôi không? Mời các bạn. Dạ, mời các bạn nha. Đây, wow. Các bạn. Lấy cái lá cỡ làm cái chén mới được em ơi. Thấy chưa, nó ta cho. Ê, rất ủng lắm nghe. Mà này rửa rau rất là cực khổ. Mời các bạn. Mời các bạn. Tay rồi mà. Đây mời các bạn. Ăn tay. Băm này chị không rửa cho em, hết cho nó bấm quá ăn. Bấm lục bình. Ăn mắm cũng ngon, mới ngon. Thử anh. Thật sự là chân gà nó ngon. Nó mấy lần ở chân gà bữa hẩm luôn các bạn ơi. Ăn bấm lục bình ngon thiệt. Ơi chưa rửa thì có ăn. Ăn gì vậy mà ăn, ăn rau đi. Ăn cái gì. Ăn lá cốc rồi bạn. Ăn thử lá cốc nha. Salad nó ngon. Ừ, lá cốc ngon. Lá cốc kêu chua ngon á, ăn thử đi. Thôi thích salad thôi. Salad nó già đắng ngon ghê. Cái nước này sao nó cay dữ vậy? Các bạn, muối ớt này người ta cho nữa các bạn ơi. Mà ngon nha. Cay nhưng mà ngon. Ngon rồi phải không? Sẵn wow. Sao bữa nào quay clip ngoài này ăn cũng ngon hết. Mát khỏe hả? Bác Nam Dân sắp tưới tới mình nữa rồi. Mà còn tưới ngồi đây dừng ướt luôn á. Nhưng mà bắt né à. Bắt thật sự lắm. Đã. Chân gà ngon ha. Quá ngon. Đúng chỗ rồi đó. Ôi sao nó cay dữ vậy nè. Ngoài đồng ruộng các bạn mình ăn ngập. Ngon quá à. Chân gà ủ muối các bạn nó rất là thơm nha. Không có giống như mà cái đợt mà mình mua cái đợt kia mua làm không thể nào đưa vô miệng được luôn á. Nó rất là hôi các bạn, đợt đó mình mua rất là hôi. Cái luôn đó là hết hạn á, gọi là không làm để lạnh tới á. Cái này có hạn hẳn hôi luôn nè. Có thời hạn nha, và cái mùi á lúc mà mình chưa hấp và mình hấp lên thì nó cũng thơm giống nhau à. Ăn đi nào. Wow, ăn ngon đây không? Ừ. Tiếp tục. Cắn cái lá chanh nó thơm lắm anh. Em ngon. Phải lặn lội mới đi hái được. Nhưng đó. Mà ít ít thôi. Nhiều quá nó đắng. Nói chung chân gà quá ngon. Rút nhẹ cái hết rồi. Món tủ của nó em ơi. Chân gà nó ăn. Chân gà này nó đâu cần rút nữa. Tốc độ luôn à. Wow. Cái này món gì, chân gà ủ muối hoa tiêu hả? Tên nghe đẹp quá. Bơm một bình nó ngon. Ê có không gì nè. Thôi ăn đâu đi. Bán gì hả? Ăn rau đi, hoặc ăn trúng sâu quá. Ăn thì ngon. Ăn thì ngon. Kiến không à, kiến không à. Để về rửa ăn. Đây mà bông lục bình nó ngọt lắm các bạn. Ăn cũng gắn. Nó mới. Ui là trời á. Chứ tôi nghĩ chị thấy gắn là chị có thể ngồi yên. Ôi trời ơi. Hên quá. Người sữa đặc thấy không? Ừ. Ngon. Nó sữa sữa rồi. Mua ớt siêu cay á. Giống mua ớt siêu cay của em á.
Mấy mốt mình làm này nè, để dành mình chấm hải sản không? Để tủ lạnh á. Thôi mà muối ớt siêu cay mới đỉnh à. Không, không thấy sữa hay lắm. Sữa béo gì? Đúng vậy, nhưng mà cái này đấu béo. Thì ngon. Cái kia mình bỏ đường, mình không bỏ đường. Bình nước em ra ngoài. Sao quá. Có không? Phải có nước. Muối ớt này cay quá. Cao vô. Ồn mấy bạn, sao ồn các bạn không cảm nha. Cứ gào mà tìm ngon ha. Bạn không ngán lắm. Thôi ồn các bạn không cảm nha. Bác đang tưới dưa leo. Bác nằm dần đang tưới dưa leo các bạn ơi. Các bạn cố gắng chịu ồn trước. Bạn có dưa leo ăn. Dưa leo nào chừng nào tàn á mình mới dám xin các bạn. Còn bác đang bán mà, để cho bác bán. Đối chứ mình ở quê cũng dễ lắm các bạn, muốn ăn là xin này, nhưng mà mình lịch sự chuyện nào bán bác đó. Bác bán hết được rồi mình không mua. Nhưng mà đâu bác cũng có cho mà. Đâu cần phải xin. Anh giỏi bác, bác kêu leo à. Mỗi nhau. Sao giỏi. Nước cay. Ăn hỏi thấm cay dữ rồi. Nhưng mà nó vẫn muốn ăn á. Cay ngon. Em không gắp được nữa, bị dính á. Ướt kìa. Con này con gì vậy? Con trang. Nó bồng móc mắt rồi. Con cà chui. Được chưa? Không nhận ớt dữ thiệt chứ. Nhưng mà này chấm hải sản nữa nha. Ngon. Không hải sản nữa, cà banh nóc luôn á. Có chanh nhiều quá nó bị đắng. Chim hú hú là con chim tu hú. Ê, nó im thiệt kìa. Em kêu nó biết rồi, đừng kêu nữa, nó im thiệt rồi. Còn hơn là lạc lông gì nữa. Giống mà sữa, mũi gỡ cá. Ừ, kể bạn nghe không? Mà sữa đi chơi về đâu ké dính tùng người đó luôn. Chung giường bà nội chứ đâu. Nhưng mà nó gỡ. Nội gỡ mặt tường chứ bạn ơi. Gỡ thì nó quăng ra. Bữa có quay khúc đó không? Có. Còn các bạn nào quay coi bữa tối á. Bữa ăn gì ta? Cá tra nhúng gì á. Cá mí lụ á. Có. Trời ơi. Ca. Nội xương gà này ăn béo nha hai. Ngon. Nó khóc đi. Cái này giống như cái màu giống như ủ muối ha. Dạ nó ủ muối anh trai. Anh nấu gì vậy? Ủ nghệ. Cái này ủ muối qua tiêu vậy. Nhưng mà anh này có nghệ nè. Có vàng. Trời ơi. Đẹp chưa? Nó lại tiêu mới rồi. Đây các bạn. Cải mới vừa hái xong rửa ăn rồi. Thật là ngon. Nhanh chơi đồ. Nhanh chóng lắm nè. Tươi sống luôn á. Chặt, bắt gà chặt cái chân cái bụng. Rồi uống nước. Thả gà đi. Thả gà đi. Em nói ghê lắm. Chị ơi, thiệt á. Nó mọc kiểm soát được tích. Nó cỡ. Cái em nói gì? Nắng quá à anh. Nó chanh. Nó chanh mới ăn luôn, ăn gì không. Cái cải nè. Ngon mà. Ai nó đắng rồi. Đắng mới ngon. Không, mũ anh với chờ thích. Trời ơi, có mũ rồi mà. Ừ, nó đã. Ủa anh cha cầm kéo tay nào? Cái chát. Cha cầm dao tay nào? Cha chát ta phải cũng được luôn. Con này nó phải con cha không? Phải. Nó nói cha cầm kéo tay phải mà, sao chị cầm kéo tay trái? Hôm nay chị cha chỉ duy nhất cầm đũa tay trái thôi, còn lại là cha làm tay phải hết. Nó phải con cha không? Em nhớ dao cho cầm tay trái vậy. Dao cho cầm tay trái, ta phải cho vẫn chặt được, nhưng mà tay phải nó yếu hơn. Tại vì cha hững tay trái. Tôi tưởng cha ăn cơm thì thôi chứ. Cha hững tay trái. Nó không có con cha được. Không. Nhớ nói dao á. Nhưng mà cha viết bài bằng tay chị. Tay trái. Trời ơi. Ủa nó cá. Chị cũng viết tay phải vậy. Chị Hồng thì bắt buộc viết tay phải thôi. Làm cái gì? Cái chén. Hứng.
Wow. Ủa anh ơi cay lắm á. Hấp dẫn chưa nào? Nó chạy. Em xì xối vậy anh ơi. Trời ơi, đánh đây. Ừ. Cắn chi? Con đã. Con suối anh em có kiếm cái chân nhỏ. Rồi chị Hiền ngán có cái này rồi. Anh cắn cái lá cải vô dở đắng quá anh. À, lá cốc lên cho nó vụt lá cải rồi. Cay lắm các bạn ơi. Lá cải đắng khủng khiếp. Lá cải này nó bị già các bạn. Mời các bạn nha. Ăn được một miếng lá cốc ngon hả? Wow. Mình sẽ lấy một cái luôn. Cái nào đây? Cái này đi. Đây nè các bạn. Mình sẽ chấm nha. Wow. Okay. Mời các bạn. Đau quá. Đau quá à các bạn ơi. Ngon quá ngon. Mình đang đi chôm chĩa nước. Khá lá cốc à? Cá nướng này của nó. Cá nướng này của vợ chồng mình. Ngon quá. Nước ợp đều gàng đấy vậy. Nãy nào tin giỏng mọi muốn với con gì sợ chứ. Cao quá à. Thôi, nghỉ các bạn ơi. Mà thang nữa đi. Cát lửa, quá cay rồi, no luôn. Ăn hộp ký không? Hai anh em mình ăn cỡ 1 ký luôn các bạn. Hộp nửa ký à. Ui ơi, cao. Nước chấm này rất là cay các bạn. Mấy anh em ăn hết luôn rồi nè. Thôi các bạn ơi, mấy anh em cũng đã thưởng thức xong món chân gà ủ muối rồi. Nói chung là lần này là lần thứ hai mình ăn là ăn thử các bạn. Thì không có buồn nữa các bạn, không có thất vọng nữa. Lần này rất là ngon luôn. Tiền nào của nấy các bạn ơi. Nửa ký thì tới 90.000 lận. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mấy anh em mình. Nếu quý nhớ lại làm một like và nhấn vào nút đăng ký kênh các bạn. Và bây giờ bye bye.